Hơn 2.000 vũ công trong các trang phục màu sắc rực rỡ đã diễu hành dọc theo các đường phố chính ở Sochi. 20 chiếc xe mô hình lớn được trang trí và tạo hình cầu kỳ, bắt mắt, cùng màn biểu diễn của các nhạc công và vũ công khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Chủ đề chính của lễ hội năm nay là nhà hát và điện ảnh. Vì vậy, những đoàn tham dự đã hóa trang thành các diễn viên múa ba lê hay các nhân vật nổi tiếng trong các vở nhạc kịch, các ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Không khí lễ hội sôi động, còn biển thì quá đẹp. Mọi người hãy đến Sochi ngay để cảm nhận điều tuyệt vời này. Lễ hội khiến khách du lịch quan tâm đến Sochi hơn. Chúng tôi mong rằng những lễ hội như thế này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển. Chính quyền địa phương ước tính có khoảng 15.000 người, gồm cả người dân địa phương và khách du lịch theo dõi trực tiếp lễ diễu hành tại khu nghỉ mát Sochi. Chính quyền Sochi hy vọng mùa du lịch biển năm nay sẽ tiếp đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch đến với thành phố biển xinh đẹp này.